Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Tiền Sử. Hôm nay mình là một con lợn. À không phải, mình là một con hổ con. Mệt quá à. Con trai, chúng ta còn một chặng đường khá xa để đi về phía nam cánh rác đó. Nhanh lên nào. Cha ơi, con mệt quá à. Khát nước nữa. Để con nghỉ chân một chút được không? Hả? Cũng được. Nhanh chân xuống uống một ngụm nước đi. Rồi chúng ta cấp tốc di chuyển nào. Ở đây không an toàn đâu. Con biết rồi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Tôi vừa mới đẻ ra được vài ngày thôi. Biết đi chập chững thì cha tôi đã dắt mẹ tôi cùng với bồ nhí của ông đi về phía nam tránh rét rồi. Đoạn đường vừa xa, vừa nóng, vừa cực. Tôi không thể nào đi nổi tiếp được nữa. Cũng may nơi này có một cái hồ nước ngọt thật lớn. Để tôi xuống làm một ngụm cho nó mát cái họng cái đã. Thiệt là đã quá đi. Cậu xấu kìa, chạy đi con trai. Gì vậy? Con, bọn thả con chạy tao ra. Mình ở đâu thế này? Không lẽ trong bụng có cá sấu đó hay sao? Cha ơi, mẹ ơi, dì bé bồ nhí của cha ơi, cứu con. Hả? Sao mấy cái thứ này mềm mềm giống như thịt thường ngày mình ăn vậy? Để mình cắn thử cái coi. Và thế là tôi bị nuốt vào trong bụng con cá sấu. Nhưng may mắn không bị chết ngạt. Bước lái, tôi còn xé nội tạng, cắn từ thứ thịt của nó và cho vào bụng của mình. Cứ như thế, tôi ăn từ ngày này qua ngày nọ, cho đến một hôm tôi thấy trong bụng của con cá sấu không còn cử động nữa. Tôi lại tiếp tục cào và ăn, cho đến khi con cá sấu đã bị tan xác hoàn toàn, tôi lại được chui ra ngoài. Nhưng mà không biết bây giờ cha mẹ tôi ở đâu nữa. Dì bé bồ nhí của cha đang ở đâu? Tôi nhớ bà quá à. Hả? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cơ thể tôi lại cao lên như thế này? À thì ra tôi ăn thịt con cá sấu đó trong nhiều ngày liền. Kết quả khiến cho người của tôi to ra, tay chân tôi bự lên. Tôi chính thức trở thành một con hổ dậy thì. Nhưng mà tôi có một cái lớp da màu trắng. Sao chẳng giống cha chẳng giống mẹ tí nào vậy? Không lẽ tôi giống ông hàng xóm? Tụi bay, có con mồi tới rồi kìa. Con mèo màu trắng kìa. Ai cho mày đi ngang qua đây? Mau nộp tiền lộ phí, nếu không bọn ta xin lột da ăn thịt mày. Không, không, tôi làm gì có tiền chứ. Tôi mới vừa trong bụng cá sấu chui ra. Nhưng mà tôi không phải là mèo, tôi là hổ. Tôi chỉ muốn tìm đường về phía nam, nơi mà gia đình tôi tới đó để tránh rét mà thôi. Làm ơn các bạn chó hãy chỉ cho tôi đi. À, thấy mẹ đi, nó là một con hổ chứ không phải là mèo. Giải tán, chạy đi. Ồ, cái gì vậy? Không lẽ mình vừa nói mình là hổ miệng mình hôi quá, lũ chó này chạy hết rồi hay sao? Này, anh bạn ơi, anh bạn chó ơi, làm ơn chỉ đường cho tôi đi. À, đừng lại đi, tôi sợ hổ lắm, đừng có ăn thịt tôi. Thì ra cái lũ linh cẩu này tưởng mình là mèo, bọn chúng định cắn lột mình. Rồi sau đó khi nghe mình nói là hổ, thì bọn chúng lại sợ hãi bỏ chạy. Có ai cứu tôi không? Hả? Gì vậy? Con voi chết tiệt kia, không có tiền thì để cặp ngà của mày lại. Nếu không bọn tao sẽ phẫu thuật mày từ voi đực sang voi cái bây giờ. Mau lên. Hả? Ở đây lại có thêm một vụ cướp bóc nữa à? Là lũ tơ dét đang cố gắng cướp cặp ngà của một con voi. Thật đáng ghét, mình phải ngăn bọn chúng lại. Hả? Cái gì vậy? Lại có một con mèo chẳng dám tới đây phá nữa à? Mau bắt nó lột da nó đi anh em. Lũ tơ dét này khỏe quá. Không hay rồi. Hả? Này, anh bạn voi ơi, đừng có ở đó khóc nữa. Mau giúp tôi một tay đi. Chúng ta phải hạ cái lũ cướp bóc tê giác này. Rồi sau đó tôi cùng anh bạn đi về nhà. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Yeah, yeah. Hay lắm, hay lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Trời đất ơi, anh bạn voi này rất là mạnh. Mà tại sao nhõng nhẽo khóc giống như là con voi con gái quá vậy? Tôi sợ lắm. Tôi mặc dù là voi đực, nhưng mà tâm hồn tôi là voi cái. Tức là tôi bị mê đê đó. Hả? Ôi trời đất ơi. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh bạn quay trở về nhà. Anh bạn biết nhà anh bạn ở hướng nào hay không? Ở phía khu rừng nước đằng kia kìa. Được rồi, hãy theo chân tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa anh bạn về nhà.
Vâng, vừa mới lớn lên thôi, tôi đã lạc trôi vào một cái khu vực động vật vô cùng phức tạp. Nào là những con chó linh cẩu trắng lột, rồi sau đó đến lũ tê giác cướp bóc. Cũng may mắn tôi giải cứu được một bé voi lẹo cái. Mặc dù nó to xác rồi nhưng mà tâm hồn nó bé tẻo à. Tôi cũng quyết định không thể nào làm ngơ mà đưa nó về nhà. Con mộ xuất hiện đâu kìa tụi bay. Bay tới cướp và giết tụi nó đi. Hả? Là lũ giết người cướp của sư tử à? Không hay rồi, mau giúp tôi một tay đi voi lẹo cái. Hay lắm, hay lắm. Tôi cùng với chú voi này cũng đã phối hợp ăn ý với nhau, vượt qua rất là nhiều khó khăn. Ôi trời đất ơi, nơi đây 1m2 30 thằng ăn cướp. Đi tới đâu cũng có kẻ muốn cắt cặp ngà của con voi lẹo cái và lột lớp da màu trắng của hổ tụi đây cả. Cũng may tôi và con voi kia vừa giảm vào nhau, chứ nếu không tôi đi một mình chắc tôi cũng toi đời quá. Vượt bao nhiêu khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm tới khu rừng nước. Bên trong khu rừng xuất hiện rất nhiều voi bước ra. Con mèo méo mèo màu trắng kia, mày bước vô lãnh địa của loài voi chúng ta để làm gì? Định cướp của giết người à? Hả? Không, không, xin bình tĩnh lại đi. Tôi chỉ sẵn đường cứu một anh bạn voi, đồng loại của các bạn, đưa anh ấy về nhà mà thôi. Hả? Con trai, trời đất ơi, chúng ta cực khổ tìm con lắm đó. Được rồi, gia đình của các người hãy cùng nhau đoàn tụ tiếp đi. Bây giờ tôi phải về hướng Nam tìm cha mẹ của mình đây. Xin ân nhân hãy dừng bước, hãy nhận lấy món quà này. Hả? Đây là một viên ngọc sức mạnh, ai ăn được nó sẽ có một khả năng phi thường. Thôi, không cần đâu, tôi giúp đỡ không cần báo đáp. Xin đừng từ chối, nó sẽ rất cần thiết cho ân nhân khi đi về hướng Nam. Nơi đó nguy hiểm lắm. Được rồi, cảm ơn, tôi sẽ nhận. Hả? Hả? Gì vậy? Cơ thể của tôi. Ân nhân đừng sợ hãi, vận dụng nội công ra, xem thử có gì đặc biệt không. Wow, wow, tôi có thể phóng ra một hơi hàn băng, thật là đã quá đi. Mày hãy nhanh chóng đi về phía sau lưng của chúng tôi, nơi đó là phía Nam. Nhưng mà ngài hãy cẩn thận, nơi đó có nhiều sinh vật vô cùng tàn độc và khủng khiếp. Dưới sự giúp đỡ của loài voi, tôi đã nhận được một nguồn sức mạnh hết sức kỳ lạ, biến tôi từ một con hổ trắng bình thường trở thành một con hổ hàn băng rất mạnh mẽ. Sau đó được sự hướng dẫn của loài voi, tôi đã xác định được phía Nam và nhanh chóng chạy về hướng đó. Chạy không được bao xa, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đau lòng. Rất nhiều sinh vật đã bị tàn sát và giết chết một cách vô tội. À, cứu, cứu chúng tôi với, có ai cứu chúng tôi khỏi lũ đồ đồ rét kia không? À. Hả? Ở đằng kia, ở đằng kia. Dường như cái lũ tàn độc đó có tên là Dodo Red thì phải. Bọn chúng đang cố gắng giết những sinh vật khác. Hả? Trời đất ơi, lũ Dodo Red đây thật khác thường. Mùi của bọn chúng phóng ra một luồng năng lượng màu đỏ chết chóc. Không được, mình không thể nào đứng nhìn được. Mình sẽ nhanh chóng tới đó sử dụng khả năng hàn băng của mình để khống chế bọn chúng. Và thật là đầy bất ngờ. Không ngờ sức mạnh hàn băng đến từ viên ngọc năng lượng của loài voi ban cho mình thật là mạnh mẽ. Mình cũng đã hạ hết những con Dodo Red một cách rất dễ dàng. Một con mèo 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 do phá chuyện của chúng tao à. Tao xin nuốt mày. Còn Dodo Red này mạnh thiệt, nó có khả năng phóng ra nham thạch nữa. Nhưng mà không dễ dàng như vậy đâu. Với thần pháp vô cùng linh hoạt, tôi đã nhảy ra sau lưng và phun một hơi hàn băng khiến cho nó ngã gục. Nhưng mà lúc này tôi cảm nhận xung quanh vẫn còn cái thứ gì đó kinh khủng hơn đang quậy phá thế giới tiền sử này. Tôi ráng nán lại đây một chút để đi kiểm tra cái đã. Hả? Cái kia, trời đất ơi, là một con Dodo Red còn kinh khủng hơn nữa, to hơn những con hồi nãy gấp mấy chục lần. Và sức mạnh trên người của nó tỏ ra một luồng năng lượng còn khủng khiếp hơn. Nhưng mà tôi không sợ đâu, tôi sẽ liều cái mạng này để diệt nó. Con kia, một con mèo băng à, dám to gan đụng với tao, tao sẽ giết chết mày. Nó mạnh quá, nó mạnh quá. Đúng rồi, mình sẽ sử dụng lại cái cách cũ hồi nhỏ của mình. Ráng cố gắng dụ nó nuốt vào bụng, mình sẽ ăn từ bên trong ăn ra. Này, con Dodo Red chết tiệt thiếu muối iốt kia, hãy nuốt tao vào bụng đi. Tao sẵn sàng cho mày ăn thân xác tụi tao nè. Cái gì? Thách tao à? Chết thì tao chịu, chết đi. Được rồi, tới lúc mày phải trả giá rồi. Dài, dài. Cái gì mày? Cái gì mày?
bụng của ta, bụng của ta. Cuối cùng mình đã làm được rồi. Hả? Cái con chúa tể Dodoret đó chết rồi. Nó lại rớt ra viên năng lượng giống như là loài voi cho mình ăn. Chắc chắn viên năng lượng này sẽ giúp mình gia tăng thêm công lực. Nhanh chóng nuốt nó vào cái nào. Dài! Hả? Người của mình trở nên vô cùng khổng lồ. Wow! Không lẽ đây chính là cơ thể của Bạch Hổ truyền thuyết hay sao? Không thể tin, hôm nay mình đã vô tình đạt được nó như thế này. Hay lắm, đến lúc về nhà rồi, chắc chắn sẽ không còn chướng ngại vật nào có thể ngăn cản được mình nữa. Và với tốc độ siêu phàm cơ thể đặc biệt này, tôi cũng đã tích tắc chạy về phía nam và đến được quê hương của loài hổ di cư tại đây. Hả? Nhìn kìa! Trời đất ơi! Bự quá! To quá! Cảm ơn! Tôi cũng là hổ giống như mọi người đây! Vậy hả? Vậy em mau! Giúp đỡ chúng tôi đi! Chúng tôi đang bị đánh đuổi bởi một con rồng hắc ám ở phía sau núi kìa! Nó đang chi giết loài hổ của chúng ta! Cái gì chứ? Một con rồng hắc ám à? Được rồi! Cứ để tôi! Tưởng rằng loài hổ của chúng tôi di cư về phía nam tránh rét là đã yên bình. Nhưng thật không ngờ ở nơi đây còn có những sinh vật tàn độc đang lộng hành. Ngày hôm nay tôi phải sử dụng sức mạnh này để tạo nên sự chính nghĩa mới được. Bạch hổ chết tiệt! Nước sông không phạm nước giếng! Người dám tấn công ta! Người cũng biết nói chuyện đạo lý nữa hay sao? Nước sông không phạm nước giếng à? Người tàn sát, cướp bóc, tấn công những sinh vật yếu đuối khác! Tại sao ngươi không nói đạo lý chứ? Ta mạnh hơn bọn chúng. Ta có quyền. Trong xã hội này không đúng không sai, chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu mà thôi. Nếu ngươi nói như vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy sự tàn độc mà ngươi đã đối với kẻ khác là như thế nào. Chết đi! Không, dừng lại đi. Thật đáng đời. Vâng, đó là toàn bộ hành trình từ một chú hổ bé nhỏ lạc cha mẹ cho đến khi trở thành Bạch hổ truyền thuyết và trở thành cán cân công lý cho xã hội tiền sử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.